Bạn muốn mua nick Liên Quân, hãy truy cập ngay dịch vụ game.vn, trang web bán nick Liên Quân uy tín, giá rẻ, hỗ trợ 24/24. Come on. Oh yeah, 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 yeah. Xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình. Ngày mai mình sẽ hướng dẫn anh em lên đồ con Violet này, thật là bá đạo luôn anh em ạ. Đúng rồi, anh em cứ lên theo mình là kiểu gì nó cũng cân được tem hết đấy. Đó. Bốn con một là hai, hai nhân hai là bốn, bốn con là sáu, sáu nhân hai mươi hai. Wow, quá nhanh và quá nguy hiểm. Nếu đi thi mà ta cũng ghi. Yeah, trên Facebook, Bing, Bing, Everwing, Everwing, Everwing. Thôi quên những gì mình vừa nói đi nhá. Hôm nay mình sẽ làm một clip troll anh em ơi. Rồi, có ông nhận Boa Việt kìa. Hôm nay mình sẽ chôn gì ta? À, đây rồi, đây rồi. Mình sẽ chôn là giả vờ vợ Boa Việt nha. Đó. Cực kỳ là bựa luôn nè. Chị là vợ của Boa Việt nha. Trúng mánh rồi. Video xin em, xin em đừng. Cái gì chứ? Mà bạn chắc mình không hiểu gì hết đấy. Được, cái kệ đi. Có ông Greg này, ông ấy vừa chat là Boa Việt kìa. Mày à bưởi. Chơi luôn, giết luôn. Rồi, vào đây. Sao mày mang cái gì hả? Vào đây em cho bắn nát stream luôn. Đó. Định làm video hướng dẫn lên đồ mà không biết là tự nhiên ông Tiêu lại làm mình nảy ra cái ý tưởng trôn đấy. Trời ơi, bố khỉ đấy, ông cứ lách này. À, điều truyền, fake. Đúng rồi, fake. Mình sẽ chắc là vợ của Moba Việt. Đấy, cho đánh lừa các bạn ý, anh em ơi. Trong phản ứng là như nào nha, chị tên gì vậy? À, MP em ơi. Mình nghe đâu là mình vợ của Moa Việt MP nên là mình cũng đủ đỡ thế theo thôi nhá. Mình cũng không biết rõ lắm. Mày nó bưởi. MP em ơi. Chết đi đấy. Hãy lắm double kill, tí đi nào mày em ơi. Giết luôn thằng này này, chơi luôn luôn. Chơi luôn. Ôi rồi, nó chạy được rồi. Hay chưa? Được rồi, Grack, Grack đâu? Grack đâu tin đi. Thế đúng rồi. Ok anh em ơi, cá vào lưới rồi. Chị hay quá, chị lại chị chả hay thì ai hay nữa. Cái thằng này. Đó. Vui 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 vui. Clip này vui rồi anh em ơi. Mày chết đi. Chạy chạy đi đâu? Chạy đi đâu hả con sâu này? Làm gì? Cho tiền cười. Rất chỉ là khoái chí. Ok. Đúng rồi. Tiếp tục đi nào các em. Tiếp tục đi nào. Chị đang thích nắm. Chị đang thích nắm thôi em. Tiếp tục đi. Chết đi. Hay lắm. Chị lại chơi được em Tara nữa rồi. Ăn rồng luôn. Hôm nay sẽ là có món rồng mới. Rồng hấp xả nha. Đó. Chị quay video à? Hôm nay mình may là chuỗi 18 rồi. Mình may là chuỗi 18 rồi. Là sao? Chuỗi thắng 18 hay thua 18 vậy bạn? Ê, chị không quay đâu em ơi. Chị đánh chơi thôi. Thầy bảo như thế. Thầy bảo như thế, hack não các bạn nhé anh em ơi. Đó, ây da, điều thuyền đánh gắt phết đấy, đùa đâu. Rồi. Đã ăn được một cái trụ rồi, 3-0-1. Lại bảo, không tin đi. Ôi, buồn cười quá anh em ơi. Cái thằng Grack này sao lại chôn bùa của rừng ấy. Điều thuyền thật không đấy? Em thử nghĩ em có thật không? Cho em suy nghĩ đấy. 5 giây cho em suy nghĩ là có thật không nha. Moren. Mùi xạo đìn. Mùi xạo đìn. Wow. Cái này khó à nha. Xạo là xạo đấy nè. Em nhìn thật như thế này. Đã bao giờ lừa anh em đâu. Nói toàn thật thà không à. What the fuck. Lần đầu được chơi chị. Cái định mệnh thằng này. Mày có chắc nhầm gì không em ơi. Thôi bỏ mẹ rồi. Mẹ tí nữa thì mày làm chị chết ngay răng nữa rồi. Chết đi. Chơi luôn. Rồi. Hay lắm Greg. Rồi, xuống hết đây mà chị chơi hết. Hay quá. Một em lần đầu được chơi chị à, cái bọn này. Như anh Moba được rồi, vợ Moba đánh chả hay như anh Moba thì ai nữa. Trời ơi, các em cứ khen thừa. Mấy em bậy quá à. Mấy em bậy thật đấy. Bố khỉ. Người. Đâu rồi. Thiếu chữ với. À đủ em ạ. Lần đầu được chơi với chị mẹ láo thật. Biết lần đầu được chơi chị. Từ từ để bị quay màn hình như này. Đau đầu. Éo tin. Mình vừa kiểm tra lại xem còn quay màn hình hay không. Tự nhiên thấy nó bị quay màn.
bị quay ngược lại màn hình ấy. Tưởng nó bị mất quay màn hình, mất cái video hay cho anh em xem, chết thật. Được rồi. Rồi. Ừ, trời ơi, trời cái em bá gì. Ngon. Ngon đấy. Rồi, ôi trời ơi, chết nghe đang điêu thuyền rồi. Mày dám giết điêu thuyền là thằng kia. Rồi, chạy vào rồi, à nhầm, mày chết mất rồi. Chuối này, chơi luôn, giết luôn. Chơi luôn, hay lắm. Chạy đi đâu con sâu. Chết đi. Quá là hay đi mà. Ý da, các em tin chưa? Tin chưa? Em đánh ghê không? Ý. Bạn Greg, ok em đánh hay lắm em Greg ạ. Ấy cái thằng Greg này. Tiên sư nó, thế này là không hay rồi. Điều thuyền MOBA có vợ à? Á định mệnh. Cái này khó trả lời nhỉ. Bạn xem đi rồi biết. Đấy, mình là vợ của MOBA nè. Đó. Em không phải fan của MOBA à? Mà em không biết. À, em không phải fan của chồng chị à? Trời ơi, mày nó bưởi. Mày nó bưởi, chết đi. Úi dồi ôi, mày chết luôn đi. Thằng thứ hai, thí sinh tiếp theo. Chết đi, mày đi đâu hả con sâu này? Ê, mẹ Slim Break. Úi dồi ôi, đó măng nó phát đấy thì chết nghe răng luôn rồi. À, một em đi ngược bên có mạng rồi kìa. Cố ăn cái trụ này nha. Để chị cố ăn cái trụ này cho các em nha. Ôi, để rồi, chuối. Hàng về. Úi trời ơi, chị yêu em quá cơ. Cứ thế có phải ngon không? Em thánh trôn cơ rắc nè. À, bị mệnh. Thằng nào em trôn bùa mình như đúng rồi vậy. Rồi. Đó. Ăn luôn con bùa xanh của mấy em đẹp dai luôn. Mấy em ăn không ăn bùa để chị ăn đúng là tốt bụng thật đấy. Đấy, ôi dồi. Vừa ra bắt có mạng luôn. Ngu người. Ấy hả nhà. Em ta ra em ấy đi đẩy lén kìa. Em ta là bậy quá. Em ta là láo quá. Cử ngay Moren sang này luôn. KS hay vậy chị. Trời ơi chị mày không KS hay thì ai KS hay hả em ơi. Rồi. Cái thằng kia. Mày ăn bùa đỏ của chị rồi. Tưởng mày sang kia mày giữ trụ rồi chứ. Cái con khỉ này nữa. Ôi trời ơi, nó đang đi giữ trụ xong lằng nhằng ném xong bùa lại cho nó KS được bùa của mình rồi. Cái thằng này láo thật. Nó KS bùa của chị. Rồi. Rồi. Úi nhảy. Úi trời. Ôi chị lại sợ mày quá. Ôi Victor là chị sợ lắm nè. Victor chị sợ lắm đấy. Ôi Victor ơi, chết bỏ mẹ chị rồi. Thấy bà luôn. Ngu người. Mất chủ luôn rồi chị. Ờ. Đã mất em ơi. À, đã mất đâu em. Trời ơi. Ừ nhẹ chị không để ý. Ôi cặp em nó tin rồi anh em ạ. Cặp em nó tin rồi. Tao chờ ngày video này lên YouTube đi. Ok em ơi. Được đấy. Mấy em thật là có mắt nhìn đấy. Chị vợ màu ba này nhìn cũng gà luôn. Vợ màu ba chơi game mấy em tin luôn ạ. Ok thế thì phiêu với mấy em luôn này. Các em đánh hay quá. Các em đánh hay quá đi. Trời ơi. Thế cần này đánh ngầu nghề đó. Nhưng mà em giết nó lần đi. Chết lần đi. Rồi. Trận đấu 227. Trời ơi em bạn hát như tương bần rồi. Mới tập chơi con này. Ok em. Chị không quan tâm nha. Úi dồi ôi. Mày chạy đi đâu. Lát kéo hay thuật anh em ạ. Kinh thật. Lát kéo hay thuật. MOBA sao chơi được. Em nói là hợp lý. Rồi, nhưng mà chị là vợ của MOBA mẹ. Không phải MOBA nha, chị là vợ của MOBA. Chết đi, em dám hiểu sai ý à. Rồi, em học chơi Greg. Học cái cục shit nha em kéo ghê quá cả cứ cho em đi. Tập cái con mẹ mày, ui trời ơi. Điều khiển nói câu mà nó gắt thế. Mà thôi nhưng mà thật. Đau lòng. Rồi. Sao vậy? Mấy em vui tính ta đấy. Chị là chị thích lắm. Moren ơi, cho chị con bùa đỏ này nhá. Đó. Chị ăn luôn nè. Đó. Rồi. Úi dồi ôi. Rồi nó lại đang hấp diêm thằng Slim rồi. Chết đấy. Hay quá. Chơi chơi. Cho Greg một tràng pháo tay anh em ơi. Rồi. Úi dồi ôi. Chết đấy. Úi dồi ôi kéo.
Mất khách nào nhà mày? Kéo hai bác trưởng. Nói thiệt chứ không giỡn làm như gì giữ ta cái gì ấy. Mình cũng không thể dịch nổi luôn. Mấy em cát nhiều khi là chị đang mất tay lắm, em đang mát tay lắm cái gì ấy. What the hell? Trình độ của chị chưa thể dịch được ngôn ngữ của em. Rồi. Đâu rồi? Mấy em đâu hết rồi? Xuống đây chị cân hết. Thật phê quá đi mà. Được mấy em tin tưởng. Cảm ơn nhá. Ôi dồi, mày chết đấy. Ôi à, thằng Victor nó móc đít chị này. Mấy em ơi, mấy em gì ơi, Victor móc đít chị này. Úi dồi ôi. Trời ơi, ngu người. Thôi chết hết bè rồi. Thôi xong rồi. Úi dồi. Điều thuyền ái tao luôn rồi anh em ơi. Nó ở nhà kia. Thì lúc này nó chắc cái gì, mỏi tay quá hay sao ấy anh em ơi. Ái tao luôn. Được rồi, tôi bỏ mẹ chị rồi. Thấy bà chị rồi. Em điêu thuyền ơi. Gọi ba hồn bảy vía, ba hồn chín vía em yêu điêu thuyền ơi. Vào đi. Chị không muốn thua đâu. Trời ơi, rách nó bá bãi. Trời ơi, điêu thuyền ơi. Em thương chị với. Em phũ vậy. Chát câu rồi em. Ra đi không một lời từ biệt. Bây giờ chị phải làm sao? Bây giờ chị phải làm sao bây giờ? Làm sao để biết bây giờ? Làm sao để biết bây giờ chị phải làm sao? Tiên sư nhà em nữa. Em AFK đúng cái lúc vãi cả cục cứt. Đâu rồi? Chơi luôn. Úi dồi mẹ con rồng mày đánh tao à? Mày đánh tao à con rồng? Hả? Ui, thôi đánh nhau rồi. Úi dồi hút được kìa. Hay lắm Grack, cho em một like luôn. Ui hay lắm. Yêu Grack lắm cơ. Trời ơi, cho em Grack lên TV luôn này. Yêu thế không biết được. Hay. Em quá hay luôn. Thôi các bạn nhỏ ơi, chị sẽ kết thúc video tại đây thôi nha. Em chị điều khiển nó AFK mất rồi. Các em mà thấy hay thì nhớ cho vợ của Moba Việt một đăng ký kênh và một like nha. Tiện thể bấm chuông bên cạnh để nhận thông báo các video, không bỏ lỡ video nào nha. Hay lắm. Úi giời ơi, tính đây rồi. Win đi. Các em có ý tưởng gì hay cứ comment bên dưới cho chị nha. Thôi thấy bà rồi, ôi lát, trời ơi bỏ mẹ rồi. Ôi rồi lát vậy. Ôi trời ơi, chết chị rồi. Kiêu, lát vậy. Đánh chủ đi em ơi. Đánh chủ đi, trời ơi. Ôi trời ơi, Moren, hay lắm Moren ơi. Cho em một like luôn, trời ơi. Ôi, video đã kết thúc. Anh em nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trời ơi, video này rất là hay đi mà. Tạm biệt anh em nha, cảm ơn anh em đã xem video của mình. Bye bye. Tệ là ngu người gái đi.